trận El Clasico lượt đi mùa giải này, Real Madrid xuất sắc đánh bại Barcelona ngay tại Camp Nou với 3 bàn thắng của Federico Valverde, Sergio Ramos từ chấm 11m và Luka Modric. Trong khi đó, ở trên sân Camp Nou chỉ có được duy nhất một bàn thắng do công của Ansu Fati. Chiến thắng này giúp Real Madrid dập tắt cơn khủng hoảng mini với hai thất bại liên tiếp trước Cadiz và Shakhtar Donetsk. Thắng thuyết phục ngay tại Camp Nou, thay đổi Zidane tạm leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với 13 điểm, trong khi Barcelona tập xếp thứ 10 với chỉ 7 điểm. Cũng vào đêm qua, Tây Ban Nha, Elche có được chiến thắng 2-1 trước Valencia, Osasuna giành được chiến thắng tối thiểu trước Athletic Bilbao, Sevilla được thua 0-1 trước Eibar. Trên cầu tâm điểm của vòng 6, Premier League, Man United và Chelsea trên sân Old Trafford, có lẽ bởi những quyết định khó khăn của cả hai huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer và Frank Lampard mà trận cầu này diễn ra kém phần hấp dẫn, trận đấu khép lại với kết quả hòa không đều. Một số kết quả khác đáng chú ý vào đêm qua, Aston Villa được thua 0-3 trước Leeds United, West Ham và Man City hòa nhau 1-1, Fulham được thua 1-2 trước Crystal Palace, Liverpool được chiến thắng 2-1 trước Sheffield United. Robert Lewandowski tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với một cú hat-trick hoàn hảo giúp Bayern vượt dập Eintracht Frankfurt trên sân nhà Allianz Arena. Hai bàn thắng còn lại của trận đấu được ghi bởi Leroy Sané và Jamal Musiala. Nhờ chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-0 ấn tượng, nhưng Bayern vẫn chỉ có được vị trí nhì bảng. Bởi trận đấu cùng giờ, Leipzig cũng giành trọn 3 điểm trước Hertha Berlin. Dù vậy, với phong độ hiện tại, có lẽ ngôi đầu bảng cũng sẽ sớm thuộc về nhà đương kim vô địch. Cùng vào đêm qua, Stuttgart và Cologne hòa nhau 1-1. Union Berlin và Freiburg hòa nhau 1-1. Mainz 05 đến thua 0-3 trước Labas. Dortmund có được chiến thắng 3-0 trước Schalke 04. Những nhà đương kim vô địch bóng đá Hà Lan Ajax Amsterdam đã khiến tất cả phải sững sờ khi giành chiến thắng với tỷ số 13-0 trước Venlo. Lassina Traore ghi đến 5 bàn thắng vào lưới đối thủ. Klaas-Jan Huntela và Jürgen Ekelenkamp mỗi người có riêng cho mình một cú đúp, trong khi Dusan Tadic, Anthony, Lisandro Martinez và Daley Blind đều góp vui với một bàn thắng. Đây là chiến thắng đậm nhất của Ajax trong lịch sử giải vô địch quốc gia Hà Lan. Đội bóng huấn luyện viên Erik ten Hag cũng tạm vươn lên ngôi đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn đại kỷ lục PSV nhưng đã nhiều hơn một trận. Sau trận đấu với West Ham vào tối qua, Pep Guardiola xác nhận Aguero đã dính chấn thương. Tiền đạo của Argentina được xếp đá chính như từ đầu nhưng phải rời sân ở phút 46 nhường chỗ cho Phil Foden. Cậu ấy đã gặp phải một chấn thương, tuy nhiên tôi cũng không biết đó là chấn thương gì. Có vẻ như cậu ấy đã gặp vấn đề về cơ, Pep cho biết. Đáng chú ý, Aguero chỉ mới trở lại sau 4 tháng ngồi ngoài vì chấn thương sụn chêm đầu gối phải. Gặp hồi tháng 6, Aguero đã có mặt ở hai trận đấu trước đó, gặp Arsenal ở Bromley và Porto trên vé Salic. Đây là thông tin rất đáng lo ngại về Man City khi mà lịch thi đấu ở thời điểm này đang rất căng thẳng. Tối ngày 24 tháng 10, trong trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội thắng Bình Dương 2-1, Đoàn Văn Hậu đã trở lại. Anh vẫn chưa đạt được thể trạng tốt nhất nhưng đã được đăng ký thi đấu trong đội hình của câu lạc bộ Hà Nội. Hậu về tuyển Việt Nam không tham gia khởi động cùng với các đồng đội, hoàn thành đầy đủ một bài tập. Tuy nhiên, anh không được vào sân. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có lẽ định sử dụng Văn Hậu ít phút cuối trong trận gặp Bình Dương. Tuy nhiên, diễn biến căng thẳng trên sân đã buộc ông Nghiêm phải nghỉ lại. Đội bóng không muốn mạo hiểm với một cầu thủ vừa bình phục như Văn Hậu. Họ có lẽ sẽ trao cơ hội cho Văn Hậu vào một dịp khác, trong thế trận dễ thở hơn. Nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2021, ban lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh muốn đầu tư thêm chất lượng đội hình với những cầu thủ thật sự đẳng cấp. Theo báo chí Việt Nam đưa tin gần đây, hai cái tên luôn trong danh sách ưu tiên của đội bóng thành phố là cầu thủ Việt Kiều Lê Nguyễn và thủ thành Đặng Văn Lâm. Điều này phần nào nói lên sở thích chuyên môn những cầu thủ của ông chủ đội bóng, đặc biệt là những cầu thủ có năng lực và quốc tịch Việt Nam. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh từng chi 1 triệu đô cho hai tuyển thủ Costa Rica trong giai đoạn 2 của V-League. Tuy nhiên, những gì mà cả hai thể hiện lúc này là không xứng đáng với số tiền mà câu lạc bộ này bỏ ra.